Ở đây thì anh em Sơn có cái lô gỗ Limocan, ở trong kia là anh em Sơn mới làm lim vàng ấy, trong kia là mới làm, bây giờ chuyển ra đây thì làm thành phẩm các cái bàn ghế này, các cái chân này và các cái sản phẩm là gỗ nguyên khối. Thì Sơn xin chia sẻ là Sơn cảm thấy rằng là sau một thời gian trải nghiệm ở dưới khu vực Sài Gòn thì Sơn có một cái chia sẻ thế này, đó là cái thằng Limocan này này, nó là cái tính chất khá là cứng nhưng mà nó cứng giòn, và để mà so sánh ấy là có tính chất khá là giống với thằng căm xe Lào. Đấy, căm xe Lào khá là giống với căm xe Lào đây các bạn này. Căm xe Lào đây. Đây. Chất căm xe Lào này thì rất là cứng luôn. Thằng căm xe Lào này cứng hơn cả Limocan luôn các bạn ạ. Cứng hơn cả Limocan. Và nhưng mà có cái đặc điểm chung mà hai thằng này nó giống nhau ấy, đó là cái độ nứt này, kiểu này này. Nứt kiểu này này các bạn này, nứt kiểu này này. Thì Limocan nó cũng bị nứt kiểu này. Và Sơn thấy rằng hình như là các loại gỗ cứng thì nó đều nứt như vậy. Các cái loại gỗ mà nó kiểu cứng thì nó sẽ hay nứt như vậy. Đấy, thế nhưng mà Sơn xin chia sẻ với bác là có cái giá như này. Thì đối với cái dòng mà nguyên khối to như này, hàng 1 mét ấy, hàng 1 mét như thế kia kìa. Đây này, hàng 90 1 mét như này, hàng phản lớn như này luôn. Phản lớn như thế này thì anh em Sơn đang bán, nếu mà trị giá hàng thô là 40 triệu trên một khối. 40 triệu trên một khối. Hàng mặt lớn, hàng thô chưa làm gì hết, coi như là làm thô luôn. Các bác tự làm chân, các bác tự làm, các bác tự vận chuyển thì là 40 triệu một khối, hàng cả mét luôn, hàng cả mét luôn. Đối với dòng căm xe Lào thì hàng mà khoảng 30-40 để mà làm nhà, đó, làm nhà, làm cửa hay làm công trình nội thất thì giá trị của nó đâu đấy, nếu mà hàng khối thì nó khoảng 23-24 triệu hàng khối chưa xẻ ra. Mà cái này là anh em Sơn xẻ ra rồi. Còn nếu mà chưa xẻ ra thì nó chỉ khoảng xem 20 hai mấy ở tại Sài Gòn này thôi. Hàng mà hàng hộp với các bác nhá, hàng hộp 20 hai mấy thôi. Đấy, thế nên là chia sẻ với các bác là so sánh giá là nó xem nhau. Mà lim này ấy thì nó có cái đường kính tận 1 mét cơ. Còn căn xe thì chỉ 30 đến 40 thôi. Thì Sơn xin chia sẻ là nếu mà mình làm cửa này, làm nẻo hay làm nhà và có điều kiện ấy, thì mình chơi thằng căn xe là nó bền và cái tỷ lệ cong vênh nó thấp hơn. Nhưng mà Sơn xin chia sẻ là hàng 1 mét, hàng chiếu mà làm ô can nó chỉ gặp một vấn đề, đó là nứt răm nhẹ thôi. Nứt răm nhẹ nhưng mà cái giá trị của nó rẻ như vậy thì Sơn thấy là nó quá hợp lý luôn ấy. Quá hợp lý luôn. Nguyên cả hộp to đùng 1 mét mà giá cũng chỉ có ngoài 20 thôi. Còn hàng ô can, hàng căm xe vuông 40-30 mà giá cũng bằng như vậy. Đó, chia sẻ các bác là giá trị của nó nằm. Còn thực tế để mà nói về, để mà một tấm ô can mà tấm đẹp hay là lim vàng để mà nó đẹp mà nó hỏng được thì Sơn không tin là nó hỏng được. Sơn không tin được. Và thứ hai nữa là bị mọt thì thằng này nó cũng không mọt luôn. Cũng không mọt. Nó chỉ có gặp cái vấn đề nứt răn và cái độ cong vênh của nó. Độ cong vênh thì thực ra kể cả là căm xe hay kể cả cẩm hương thì nó đều có cái độ cong vênh. Còn ô can thì nó cũng có bị, nhưng mà giá cũng quá hợp lý luôn. Giá là quá hợp lý luôn. Bác nào mà quan tâm tới hàng hộp, bác nào quan tâm tới hàng xẻ phách, hàng xẻ ra thành khí, hay các bác quan tâm đến các cái sản phẩm xẻ làm nhà ô can thì anh em Sơn có hỗ trợ cung cấp các bác nhé. Đấy, bác nào quan tâm thì có thể liên hệ với anh em Sơn. Rất cảm ơn các bác đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Xin chào.